Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho anh em tham gia một trainer group nhận 10 top cần có. Okay. Một top cần này đang bán yêu là một top cần khoảng 5 đô, dự án sẽ list sàn Bybit để coi là top cần Bybit nha bạn. Đây là 5 cái sàn này là 5 sàn uy tín nha các bạn. Để tham nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho tham gia group kênh trailer nha các bạn. Các bạn trailer và bạn đáp lợi kênh group thì các bạn cho anh chào nha bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nha bạn. Rồi bạn bấm nút chat nha bạn. Tiếp tục con lướt cấp tra nha bạn. M4G. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Rồi các bạn chờ bot phản hồi xíu các bạn. Kênh group kênh trailer nhiệm vụ thứ hai các bạn vào Twitter các bạn follow và tweet nha các bạn. Con này chạy trên nền tảng BNB Smart Chain nha các bạn. Dạo ở đây mạng BNB Smart Chain khá là nhiều dáng nha các bạn. Từ ETH nó chuyển qua mạng BNB Smart Chain nhiều lắm. Rồi tại Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Mình thì cũng rất thích mạng BNB ra gỡ rất là thấp nha các bạn. Tờ Twitter like và tờ tweet. Rồi bạn bắt đáp lời nè. Mở Telegram ra nè. Subscribe kênh YouTube. Kênh YouTube thì bạn đăng ký nè các bạn. Rồi bạn bắt đáp lời nha tất cả các bạn. Cho bạn mở. Bạn bấm vào continue nha các bạn. Tiếp tục con gọi là username từ Twitter nha các bạn. Thì các bạn vào setting thì sẽ gặp username từ Twitter các bạn thôi. Bạn cầm MMO của anh. Rồi cho bot. Tiếp tục thì đường link profile YouTube. YouTube thì các bạn nhấp vào trang cá nhân của bạn nha các bạn. Bạn mở đường link kênh YouTube của mình nha các bạn. Bạn nhấp vào ba cho kênh cùng nha các bạn. Bạn bấm vào chia sẻ nha các bạn. Bấm nó vào vào. Các bạn bấm vào ba cái trên đầu nè. Các bạn bấm vào trên cùng dưới đây thì gặp các bạn chia sẻ, các bạn chia sẻ nha các bạn, rồi bạn sao chép liên kết nha các bạn, rồi bạn gỡ lại đường link YouTube cho nó các bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ địa chỉ. Tiếp tục các bạn bấm I come you tạm tắt các bạn. Tiếp tục bạn gọi địa chỉ BNB Smart Chain trên chiếc wallet, các bạn có thể copy địa chỉ ETH của mình trên chiếc wallet nha các bạn. Các bạn mở địa chỉ ETH của mình ra nè các bạn. Các bạn sao chép lại nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại, các bạn gọi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào balance sheet để check số cần kiếm được nha các bạn. Thì mình đã nhận được 10 top cần nè bạn. Còn này gấp for lấy game chia sẻ cho bạn bè và người thân bạn. Quýt giao nuôi cậu không bạn. Chương trình này gấp này vào ngày 22 tháng mấy phân phối các bạn vậy. Video mình đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.